Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 14 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi. Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra việc chỉ đạo lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và một số nghị quyết, kết luận và đề án của Tỉnh ủy tại huyện Mỹ Hào. Huyện Yên Mỹ không bổ nhiệm lại các chức danh phó trưởng phòng ban đoàn thể và phó hiệu trưởng các trường tiểu học. Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh chậm. Ô nhiễm môi trường cụm công nghiệp Tân Quang. Xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm chết 2 người tại xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã về làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực cố gắng của huyện Ân Thi trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng trong 4 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu thời gian tới trên lĩnh vực kinh tế xã hội, huyện phải tập trung rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm tốt quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện và các cụm công nghiệp đã được phê duyệt, khuyến khích nhân dân tự chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Đi liền với đó, cần đẩy mạnh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt giải tỏa công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, xử lý nghiêm cán bộ xã để xảy ra công trình xây dựng trái phép, gắn trách nhiệm với từng cá nhân quản lý cụ thể. Các cơ quan liên quan của huyện phải làm tốt công tác thu ngân sách, chống thất thu và các hành vi trốn thuế. Đẩy mạnh xử lý đất dôi dư, đấu giá quyền sử dụng đất, làm tốt hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút dự án vào đầu tư. Trên lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, quy hoạch thành vùng, khu cụ thể, giải quyết ngay các thắc mắc kiến nghị của nhân dân, không để tồn đọng kéo dài. Nội dung gì đã giải quyết phải công khai bằng văn bản để nhân dân biết. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm quy định báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quy định huyện ủy viên đi sinh hoạt tại cơ sở để nắm chắc địa bàn, ngành quản lý, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chặt chẽ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn cũng như công tác kiểm tra giám sát các cấp trong Đảng bộ huyện và cơ sở. Khi kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm phải kiên quyết xử lý, đồng thời nâng cao vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế dự án sản xuất nội thất Văn Phú tại xã Phù Ủng và dự án khu dân cư mới có quy mô 4,3 ha tại thị trấn Ân Thi. Đồng chí yêu cầu địa phương phải làm tốt công tác quy hoạch để mang tính phát triển bền vững lâu dài, khai thác hiệu quả quỹ đất, làm tốt công tác quản lý đất đai. Đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất phải có phương án tài chính cụ thể qua đấu giá để tạo ra nguồn lực đầu tư phát triển, tuyên truyền vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án và đầu tư để từ đó tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 11 và 14 tháng 5, đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thực hiện việc chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và một số nghị quyết kết luận đề án của Tỉnh ủy tại huyện Mỹ Hào. Kết luận công tác kiểm tra, đồng chí Phạm Huy Bình yêu cầu thời gian tới, huyện Mỹ Hào cần vận dụng linh hoạt việc xây dựng nghị quyết, chương trình, đề án phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, phải tích cực quan tâm và triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, đổi mới chất lượng hoạt động của các chi đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện của cấp ủy từ cấp cơ sở đến ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện. Trước đó, ngày 11 tháng 5, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và cụ thể hóa một số nghị quyết đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tại thị trấn Bần Yên Nhân và xã Phùng Chí Kiên. Để nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, Yên Mỹ là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc không bổ nhiệm lại các chức danh phó trưởng phòng, ban đoàn thể và phó hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn, nhằm khắc phục tình trạng thừa cấp phó tại các cơ quan, đơn vị theo nghị quyết Trung ương 6 khóa 12.
Qua rà soát các phòng ban đoàn thể hiện huyện Yên Mỹ thừa 18 lãnh đạo cấp phó phòng cùng 7 hiệu phó tiểu học, 2 hiệu phó trung học cơ sở, nhằm đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 trên cơ sở căn cứ vào quyết định 27 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định số 445 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về bổ nhiệm lại ngày 2 tháng 4 năm 2018, huyện ủy Yên Mỹ ra thông báo số 380 về việc không bổ nhiệm lại chức danh phó trưởng phòng ban đoàn thể và phó hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Sau khi có thông báo, huyện sẽ căn cứ vào nhu cầu thực tế, vị trí việc làm, chuyên môn đào tạo để không bổ nhiệm lại hoặc luân chuyển điều động đến đơn vị thiếu do vị trí cấp phó nghỉ hưu hoặc chưa bổ nhiệm, đảm bảo không thừa cấp phó theo quy định. Hiện nay, trên diện tích lúa xuân của tỉnh, ở một số địa phương lúa đang trong giai đoạn làm đồng chỗ bông. Trong những ngày qua, thời tiết âm u, độ ẩm cao tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và gây hại trên một số diện tích lúa. Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại chủ yếu trên các giống nhiễm những ruộng đã nhiễm bệnh đạo ôn hại lá. Nếu không thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, không kiểm tra chặt chẽ và phòng trừ kịp thời, bệnh đạo ôn cổ bông sẽ xâm nhiễm gây hại đặc biệt là trên các giống lúa nhiễm như nhóm lúa nếp Q5 TBR225, Khang Dân 18 và làm bông bạc trên nhiều diện lúa. Bệnh đạo ôn cổ bông là bệnh do nấm gây ra, thường gây hại mạnh vào thời điểm lúa trỗ khi gặp điều kiện thuận lợi. Đặc biệt khi lúa bị mắc bệnh đạo ôn cổ bông thì cổ bông lúa sẽ bị gây hại, gây cắt đứt nguồn vận chuyển dinh dưỡng nuôi bông lúa, dẫn đến bông lúa bị lép trắng. Do vậy, nông dân cần phòng trừ kịp thời để không ảnh hưởng lớn đến năng suất và sản lượng lúa. Vì vậy, bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết. Nếu trời còn âm u, độ ẩm cao, thích hợp cho bệnh xâm nhiễm và phát triển, thì nhất thiết phải phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống lúa nhiễm bệnh khi lúa trỗ được 3-5% và sau khi lúa trỗ thoát. Nếu điều kiện lúa trỗ và giai đoạn sau trỗ mà gặp điều kiện thời tiết độ ẩm cao, mà ít nắng thì nhất thiết phải phòng trừ trên các diện tích các giống lúa nhiễm như nếp 415, nếp Hưng Yên, Q5, TBR25, đặc biệt là trên những cái diện tích mà đã nhiễm đạo ôn lá, phòng trừ bằng các thuốc đặc trị. Thời điểm phun hiệu quả nhất là khi lúa thấp thò chỗ, lúa chỗ 3-5% và sau khi lúa chỗ thoát. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của dầy nâu, dầy lưng trắng và phòng trừ khi dầy cám xuất hiện mật độ cao ở giai đoạn lúa làm đồng chỗ bằng các thuốc nội hấp. Xã Minh Tân là địa phương có nhiều vi phạm đất đai nhất huyện Phù Cử. Tuy nhiên, đây cũng là địa phương vào cuộc xử lý các vi phạm còn chậm nên kết quả đạt được chưa cao. Toàn xã Minh Tân có 190 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đến nay xã mới xử lý triệt để được 21 hộ. Nhiều gia đình vi phạm với diện tích lớn như gia đình ông Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Dũng, Doãn Trung Nhương. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã tiến hành kỷ luật Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Bí thư xã Minh Tân vì buông lỏng công tác quản lý đất đai, xử lý các trường hợp vi phạm chưa quyết liệt, kỷ luật Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã vì chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép. Được biết, trong thời gian tới, xã đã có nhiều phương án để kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Đối với những gia đình cố tình chống đối, xã sẽ lập hồ sơ và tiến hành cưỡng chế. Trong khi Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản trực tiếp chỉ đạo việc xử lý đối với những vi phạm đất nông nghiệp tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì việc triển khai thực hiện ở đây còn thiếu kiên quyết, dẫn đến các sai phạm vẫn tái diễn. Thống kê trong tổng số 59 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Lạc Đạo mới giải tỏa được 10 trường hợp với diện tích 3.286 m². Các vi phạm chủ yếu xảy ra vào thời điểm từ năm 2015-2016. Nhiều trường hợp còn vi phạm ngay trong năm 2017 mà không bị ngăn chặn. Hầu hết các vi phạm đều đã xây dựng nhà xưởng kiên cố để sản xuất nhựa phế liệu chủ yếu thuộc địa bàn thôn Tân Nhuế.
Trước tình trạng trên, ngày 24 tháng 4 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản 1078 gửi Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm về việc chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo thực hiện nghiêm, dứt điểm việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo giải tỏa tất cả các công trình nhà xưởng không còn tái chế sản xuất bao bì, nhựa, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường. Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 5 năm 2018. Qua ghi nhận hiện nay, xã Lạc Đạo vẫn chưa có động thái gì trong việc giải tỏa các trường hợp vi phạm nói trên theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Được biết trước đó, xã Lạc Đạo phối hợp với ngành điện cắt điện tại một số trạm biến áp để ngăn chặn các hộ sản xuất, nhưng việc triển khai thực hiện không triệt để dẫn đến các hộ vẫn cố tình vi phạm. Hiện nay, tại xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu vẫn còn tồn tại nhiều diện tích đất dôi dư xen kẹp ở các khu dân cư do vướng mắc bởi nguồn gốc đất, vị trí đất và diện tích đất chậm được xử lý. Tính từ đầu năm 2017, xã Đại Hưng đã xử lý được 15 hộ có đất dôi dư với diện tích là 250m2, thu về cho ngân sách địa phương trên 350 triệu đồng. Còn lại hơn 2 mẫu đất chưa thu hồi được, tập trung nhiều ở thôn 1, thôn 2 và thôn 4. Nguyên nhân là do chưa xác lập được nguồn gốc đất và việc xử lý tốn nhiều kinh phí khiến nhiều bà con trong xã chưa muốn làm. Điển hình là hộ anh Đào Quang Hấp ở thôn 4 có diện tích đất dôi dư là 88,2m2, anh Hoàng Quang Chiến ở thôn 1 có diện tích dôi dư trên 40m2, xã vẫn chưa xử lý được. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 13 tháng 5, tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ đã xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai bố con trong một gia đình tử vong với nhiều vết đâm chém. Trước khi xảy ra án mạng, tại gia đình anh Phạm Văn Thế, trú tại thôn Nội Lễ, có tổ chức ăn cơm uống rượu. Tại đây đã xảy ra xô xát giữa Phạm Văn Sương, sinh năm 1971, và anh Nguyễn Văn Biên, sinh năm 1970, cùng trú tại thôn Nội Lễ. Sau khi xô xát, Sương về nhà lấy hung khí và quay lại nhà anh Thế. Thấy anh Biên đang đứng trước cổng, Sương lao vào chém liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu anh Biên. Anh Biên gục ngã và tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sương bỏ về nhà. Trên đường đi, nhìn thấy ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1947, là bố đẻ của anh Biên, đang đứng ở cửa nhà. Sương tiếp tục lao vào chém ông Bé. Phát hiện sự việc, người dân đưa ông Bé đi bệnh viện, nhưng ít phút sau, nạn nhân tử vong. Điều đáng nói, đối tượng Phạm Văn Sương là người họ hàng với bố con ông Bé. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Tiên Lữ đã kịp thời có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan. Sau khi gây án, đối tượng Phạm Văn Sương đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vậy cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, quần chúng nhân dân phát hiện đối tượng Phạm Văn Sương ở đâu, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, địa chỉ số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, điện thoại 069-2849-280 hoặc đồng chí Hưng 0968-616-223. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Do chưa có đơn vị thu gom xử lý nước thải, chất thải tập trung cho các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Tân Quang, huyện Văn Lâm, dẫn đến nhiều doanh nghiệp cố tình xả nước thải không đảm bảo ra ngoài môi trường. Qua rà soát của Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang, cụm công nghiệp Tân Quang hiện có gần 70 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhưng có trên 140 công ty đang hoạt động do nhiều doanh nghiệp cho các công ty vào thuê lại mặt bằng để sản xuất trên tổng diện tích hơn 70 ha. Điều này không chỉ gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác nắm địa bàn, quản lý nguồn xả thải, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Do tại cụm công nghiệp chưa có đơn vị thu gom xử lý nước thải, chất thải tập trung cho các doanh nghiệp mà hầu hết doanh nghiệp tự xử lý rồi xả ra môi trường. Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều cụm công nghiệp khác trong tỉnh. Do quá trình phát triển quy mô diện tích số dự án của nhiều cụm công nghiệp tương đương với quy mô của khu công nghiệp nhưng lại chưa có khu xử lý nước thải, chất thải tập trung. Bất cập này cần được khắc phục trong thời gian tới để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp ngày càng trầm trọng. Mô hình bể thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật hiện đang được Hội nông dân xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên triển khai có hiệu quả.
Mô hình bể thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật được Hội Nông dân xã Phương Triều triển khai từ năm 2016 với số lượng 10 bể đặt tại thôn Phương Thông. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh chọn làm điểm để thực hiện mô hình. Qua thực tiễn cho thấy sau khi được tuyên truyền vận động hướng dẫn thực hiện, ý thức bảo vệ môi trường của người dân nâng cao rõ rệt, đã hạn chế được thói quen tùy tiện xả rác vào thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng dưới lòng kênh mương. Sau mỗi đợt phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu, bà con đã tự giác mang vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đúng nơi quy định để xử lý. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp bà con nông dân hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh sạch và bền vững. Hiện nay, bắt đầu là thời điểm bước vào mùa mưa bão, nhưng tại một số bến đò phà chở khách qua sông luôn trong tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy. Qua ghi nhận tại một số bến phà, ngoài tình trạng hành khách vẫn không chấp hành mặc áo phao khi đi phà, thì tại một số bến không được phép chở ô tô vẫn cố tình vi phạm. Một số bến chỉ được phép chở ô tô dưới 3,5 tấn nhưng vẫn cho những chiếc ô tô hàng chục tấn lên phà. Ngoài việc vi phạm cố tình chở phương tiện vượt quá tải trọng cho phép, nhiều bến còn không trang bị dụng cụ nổi và phao cứu sinh trên phà. Thậm chí nhiều phà còn bị hết đăng kiểm, có bến chưa có giấy phép và đã bị lực lượng chức năng đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động. Hiện nay đang là thời điểm mùa mưa bão, nước sông Hồng ngày một lớn và chảy xiết. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp cần thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động vận tải khách trên sông. Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa nhân đạo của phong trào hiến máu tình nguyện với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong nhiều năm qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả, huy động sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh đoàn và Hội Chữ thập đỏ cùng các ngành hội đoàn thể, phong trào hiến máu nhân đạo ở tỉnh ngày càng thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tính đến giữa tháng 5, đã có hơn 4.000 lượt đoàn viên đăng ký hiến máu, thu được hơn 2.100 đơn vị máu, nổi bật là huyện đoàn Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên. Để phong trào trở nên sâu rộng, các bí thư đoàn các cấp luôn là những người tiên phong, trong đó có anh Hoàng Anh Đào, bí thư đoàn thị trấn Vương Tiên Lữ với 19 lần hiến máu. Anh Đỗ Văn Hùng, bí thư đoàn xã Hồng Tiến, Khoái Châu, 11 lần hiến máu. Với thông điệp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, tuổi trẻ tỉnh nhà ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong phong trào hiến máu tình nguyện. Việc làm đó không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành hành động đẹp của mỗi đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Vừa qua, Hội Mậu Ngọ Hưng Yên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Mỹ Hào trao tặng 5 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phan Đình Phùng. Một suất quà trị giá 3 triệu đồng, bao gồm quần áo nước mắm, mì chính, mì tôm cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Hội cũng trực tiếp đến thăm hỏi hai hộ có hoàn cảnh đặc biệt bị thần kinh và không còn sức lao động. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo của Hội Mậu Ngọ Hưng Yên. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng đã thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thiết thực chăm lo giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn của gia đình khi bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm. Em Lê Hoài Thanh, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Dị Chế, huyện Tiên Lữ, đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt vai trò một lớp trưởng, lên đội trưởng của nhà trường, đạt nhiều thành tích cao trong học tập cũng như trong phong trào đoàn đội. Sinh năm 2004 trong một gia đình nhà nông, tuổi thơ của Thanh gắn liền với những khó khăn chồng chất do bố đau yếu, mẹ một tay gánh vác mọi việc. Khi em vừa bước vào lớp mẫu giáo thì bố qua đời, từ đó em đã biết tự chăm sóc bản thân, tự lập và chín chắn hơn các bạn cùng trang lứa. Em vừa giúp đỡ mẹ công việc ở nhà, vừa tự giác hoàn thành bài vở trên lớp. Trong học tập, Thanh luôn có ý thức vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt đối với môn toán yêu thích. Ngay từ những năm học tiểu học, nhiều năm liền, em đều tham gia những cuộc thi học sinh giỏi các cấp và đạt được thành tích cao như giải nhất cuộc thi giải toán trên Internet cấp tỉnh. Là lớp trưởng, liên đội trường cho cơ sở Dị Chế, em luôn ý thức được mình phải gương mẫu đi đầu thì mới có thể đưa phong trào đoàn đội của tập thể lớp, nhà trường đi lên được.
Từ đó, Thanh luôn chủ động tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, phong trào kế hoạch nhỏ của nhà trường, góp phần đưa liên đội nhà trường trở thành một trong những liên đội tiêu biểu của huyện, nhiều năm liền đạt danh hiệu liên đội vững mạnh, có thành tích xuất sắc. Trong mắt các thầy cô nơi đây, Lê Hoài Thanh là một học sinh đặc biệt với đầy nghị lực và sự cố gắng. Em Lê Hoài Thanh là một học sinh rất là ngoan ngoãn, học giỏi, kính thầy yêu bạn và luôn luôn là hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em là một lớp trưởng rất là gương mẫu, thế luôn luôn giúp đỡ bạn. Thế và ở trường thì em là một liên đội trưởng rất là tích cực, hăng hái và năng động, vươn lên, vượt lên mọi cái hoàn cảnh của mình để đạt được những cái thành tích tốt nhất. Ước mơ của em sau này là trước hết là phải thi đỗ cấp 3 để đỗ vào đại học và sau đó là sẽ trở thành một luật sư, trở thành một người có ích cho xã hội. Những kết quả học tập vượt trội và thành tích nổi bật trong hoạt động đoàn đội đã khẳng định sự cố gắng nỗ lực của em, mang lại niềm tin, niềm tự hào cho mẹ của em và toàn thể gia đình, nhà trường.